Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021, thành phố ghi nhận 900 ca mắc COVID-19 mới. Đây tiếp tục là ngày Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay, theo thống kê của Sở Y tế thành phố. 900 ca mắc mới ghi nhận tại Hà Nội gồm 447 ca phát hiện trong khu cách ly, 138 ca trong khu phong tỏa và 315 ca trong cộng đồng. 900 ca mắc COVID-19 mới phân bố tại 212 xã, phường, thị trấn thuộc 26 trên 30 quận, huyện. Đống Đa 176, Hoàng Mai 121, Đông Anh 73, Tây Hồ 54, Thanh Trì 54, Gia Lâm 45, Bắc Từ Liêm 43, Thường Tín 43, Chương Mỹ 38, Hoàng Kiếm 37, Thanh Xuân 35, Nam Từ Liêm 25, Mê Linh 22, Sóc Sơn 21, Hoài Đức 20, Quốc Oai 19, Cầu Giấy 15, Thanh Oai 13, Đan Phượng 10, Ba Đình 8, Long Biên 8, Hai Bà Trưng 6, Thạch Thất 6, Phú Xuyên 4, Ứng Hòa 3, Hà Đông 1. 315 ca cộng đồng phân bố tại 116 xã phường thuộc 26 trên 30 quận huyện, gồm Hoàng Mai 106, Đống Đa 42, Thanh Trì 26, Bắc Từ Liêm 16, Thanh Xuân 15, Tây Hồ 13, Hoàng Kiếm 12, Mê Linh 11, Sóc Sơn 8, Thường Tín 8, Gia Lâm 7, Đông Anh 7, Thanh Oai 7, Ba Đình 7, Chương Mỹ 6, Long Biên 6, Cầu Giấy 4, Thạch Thất 4, Hai Bà Trưng 2, Hoài Đức 2, Đan Phượng 1, Phú Xuyên 1, Nam Từ Liêm 1, Ứng Hòa 1, Hà Đông 1, Quốc Oai 1. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư là 20.110 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 7.612 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 12.498 ca. Riêng từ ngày 11 tháng 10 đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 16.100 ca mắc mới. Về điều trị, tới hết ngày 13 tháng 12, có 9.463 trường hợp F0 đang được điều trị. Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 82 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở điều trị COVID-19 Hoàng Mai có 175 ca, 29 bệnh viện của Hà Nội có 1.984 ca, 4 cơ sở thu dung điều trị 3.882 ca, các trạm y tế lưu động có 2.800 ca và 540 F0 điều trị tại nhà. Như vậy, có hơn 30% bệnh nhân COVID-19 nhẹ không triệu chứng ở Hà Nội đang điều trị tại nhà và trạm y tế lưu động. Tới hết ngày 13 tháng 12, Hà Nội đã tiêm được gần 12,5 triệu mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đã có 646.630 trên 689.366 trẻ được tiêm vaccine COVID-19. Theo quyết định số 5199 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ngày 10 tháng 12, thành phố Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng và mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm 2022.